xin chào các bạn hôm nay mình review cận cảnh, cảnh cho các bạn xem cách nạo con cá thác lát nha đó mình bán ở chợ này các bạn thì mình mới bán được có mấy ngày thôi đi ngang gặp anh này anh hay cạo cá thác lát nhìn thấy hay quá cái bữa nay mình đem máy lên mình quay mà ảnh thì ảnh mắc cỡ ảnh không cho quay các bạn ảnh nói đừng có quay mặt mà mình nói rồi cam kết với ảnh là mình không có quay mặt ảnh mình chỉ quay cách nạo cá cho các bạn xem thôi đó, các bạn thấy không tay thân thắt thân thắt nạo nhìn rất là điêu luyện rất là chuyên nghiệp mà đặc biệt anh này anh bán là chỉ có cá thắt lát thôi các bạn còn con cá nàng hai thì mình chỉ thấy ở ngoài cũng mấy lần là nó có báo ba chấm đen à, nó nằm bên dọc bên thân con cá đó còn cá này là cá thắt lát không à thấy anh nào điều luyện rất là điều luyện thấy rất là thích thì chỗ anh này bán rất là sạch sẽ mình nói mình xin số điện thoại, mình đưa số điện thoại lên, ảnh cũng không chịu nữa các bạn. Anh nói giờ khách quen tới, thấy vậy là ảnh bán, anh đủ sống hàng ngày rồi. À, anh sợ đưa điện thoại lên rồi à, phiền nữa các bạn, cho nên mình không có đưa số điện thoại được nha các bạn. Đó, mình chỉ à, à, xin ảnh là cho mình quay sát sát, sát sát cho các bạn xem cái cách của ảnh nào thôi đó anh nào cá cái đầu là khách tới mua một lạng hai lạng ba lạng mua bao nhiêu anh cũng bán là cá này thì về mình chỉ nấu canh hủ qua đơn giản thôi mà nó ăn rất ngon lắm các bạn đó các bạn thấy không đó, rất là chuyên nghiệp rồi chúc các bạn một ngày mới an lành nha bye bye các bạn